Hello cả nhà, hôm nay ăn gà rán OTK nhé. Đây, cái phần này là khoảng gần 200k nhé các bạn nhé. Ba cái đùi này, khoai tây, khoai tây lắc này, canh này. Mời cả nhà cùng ăn nhé, nhớ đăng ký kênh nhé. Rất là ngon luôn ha. Cái kim chi á, cơm, rong biển và đùi gà. Chào cả nhà nhá. Nhớ đăng ký kênh nhá. Thank you. Hello cả nhà yêu. Hello. Hôm nay là mình lại đi ăn bún chả Thúy Mùi. Đấy các bạn ạ. Đây là mình là fan trung thành của quán này. Là cô làm rất là ngon. Thì hôm nay lại cô lại tặng mình cái này các bạn ạ. Đây là bánh cốm nhân cốm xào và mochi thổ. Tuyệt vời quá. Đấy, mình đi ăn đồ mà khán giả trung thành của quán nên là mình được cô tặng này, được anh chủ tặng. Cảm ơn. Đây là cái nữ đang sống tại đây. Quá tuyệt vời luôn này. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Đi ăn bún chả được tặng quà. Quá là tuyệt vời luôn. Quán này ngon đấy các bạn ạ. Quá ngon. Đây các bạn ơi, đây là miến lươn. Miến lươn Hà Nội này. Quán Thúy Mùi nhé các bạn nhé. Ok, hai bức tranh đây. Quá là ngon luôn. Đỉnh cao chất lượng. Nói chưa? Okay. Hello cả nhà yêu. Hôm nay là mình đi ăn bún chả nhưng lại được tặng quà các bạn ạ. Để tặng quà. Vì hôm nay là mình ăn bún chả Thúy Mùi nhé. Thì có sườn sông. Dạ, há sườn sông. Không, sườn sông. Nói chung là chuẩn Hà Nội đấy. Đây là thịt băm này. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là món sở trường của mình. Mời cả nhà cùng ăn nhé. Nhớ đăng ký kênh nhé. Đây các bạn ơi, đây là chả mực của Thúy Mùi. Bún chả Nội nhé. Rất là ngon các bạn ơi. Đây. Đây là mẫu mới hả em? Dạ đúng rồi. Đây là mẫu 34k 3 con rồng đúng không em? 24k đúng không? Con này bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ sản phẩm về ghế hiện tại là 6.7 triệu đúng không? Đây các bạn nhìn rất là đặc biệt. Hôm qua mình mua con này nè. Con này cũng khá là to luôn. Bây giờ em đeo cho anh. Chết rồi. Nhìn nó vui. Chắc anh chốt cái này luôn đó. Nhìn con cha, đúng không? Cha rất là cha. Đẹp nhỉ? Okay. Các bạn xem. Đẹp không? Hôm nay mình lại tìm thêm được một con mới này. Đây là ba con rồng nhỏ nhé. Đây mình tính tiền rồi nhé. Bật phong thủy đây. Đấy. Đấy. Mình mua này là cả nhà mình mua mỗi người một con khác nhau đấy. Để lấy may mắn. Đồ gì các bạn? Đây. Đồ gì nhé? Chào các bạn. Ở đây. Ở đây.
chưa? Ok. Cảm ơn cả nhà yêu nhé. Rồi em đeo giúp anh đi. Cái này hoa. Quay chưa? Rồi quay. Rồi giống không hơi gì đó. Nhìn nó dễ thương. Đáng yêu không các bạn? Dễ thương ha. Charm. Chào mọi người yêu nha. Người dùng yêu các bạn. Tạm biệt. Ok. Cảm ơn nhiều nha. Thank you. Ok, em giới thiệu cho anh con này được không? Anh đang quay này, em cứ nói đi. Em nói về giá cả rồi xong giới thiệu giúp mình. Tên của con này là con gì? Dạ con này cũng là con tiểu Owen. À, thì giá của nó là 419. 419, hôm nay là giá bằng bao nhiêu? Vàng giá 419. Dạ, nó là 419. Đây là vàng 24K đúng không? Dạ đúng rồi. 24K. Đây là con tỷ hưu của em nhỉ? Dạ. Đây có vẻ là con to nhất của em. For the first time, okay, in the cold winter,
Bên chủ á? Dạ, bên chủ. Dạ. Nhà này em rất nhiều trung tâm. Là có cái nhạc 3 phần 3 trọng lượng nó sẽ nằm ở góc đúng rồi. Dạ, cái này là cham hồ ly á chị. Hồ ly chín đuôi. Cái này mình đeo, có thể là mình đeo phong thủy. Cái này nó cũng đại diện cho tình duyên. Dạ, và chiến tuyến cờ đỏ sao vàng tiên quân Việt Nam chiến thắng màu cờ in hình núi sông giữ sự bền dùng xây nước non quê nhà như bác Hồ ngày đêm ngóng trông hình bác nhớ in trong tim lời bác chúng con không quên biểu pháo lên đồi cao bắn rơi máy bay quân thù từng đoàn bộ binh tấn công phương bắc từng đoàn xe tăng tấn công nhảy qua biểu pháo lên đồi cao bắn rơi máy bay quân thù. Just in charge.